Hello, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ của em Phúc. Thì trong buổi chiều hôm nay thì em Phúc lại cập nhật thêm một dòng xe đến từ thương hiệu của Honda, đó chính là dòng Honda City. Thì trong video clip này thì em Phúc xin giới thiệu chi tiết về con xe này, từ phần nội thất, ngoại thất, gầm bệ, sơn si, keo chỉ và phần khoang máy cho quý anh chị, và công bố cho quý anh chị một cái giá tốt nhất. Đó, thì quý anh chị nào mà cảm thấy nhu cầu hay tài chính của mình nó phù hợp với con xe này thì quý anh chị có thể nhấc máy alo trực tiếp cho em Phúc theo hai số hotline 0936793793 và 0979777893. Và đặc biệt hơn nữa thì con xe này bên em có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng cho quý anh chị. Đó, nếu một quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn mua một con xe về để mình chạy dịch vụ hay là mà mua về để đi trong dịp Tết này, thì đây là một cái mẫu xe mà được rất là nhiều anh chị đánh giá là một con xe form đẹp, đi rất là chắc chắn, ok quý chị nhé. Và con xe hôm nay em Phúc muốn chia sẻ và giới thiệu cho quý anh chị đó chính là con Honda City, được sản xuất năm 2015, phiên bản số tự động, máy 1.5, đó, sơn si màu xám lông chuột, và hiện nay thì đang đeo biển Bình Dương quý chị nhé. Quý chị có thể đến xem xe chưa và trải nghiệm xe trực tiếp tại cơ sở bên em, số 965 đường Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Hoặc quý chị có thể kết bạn trực tiếp Zalo với hai số hotline của em để trên màn hình. Em sẽ gửi vị trí và định vị cho quý chị để quý chị có thể đến trực tiếp để xem xe và lái thử xe quý chị nhé. Đây ạ, một con xe rất đẹp luôn ạ. Một con xe phân khúc hạng B, 5 chỗ, rộng rãi. Xe được trang bị hệ thống phanh ABS, bó chống bó cứng, chống trơn trượt, túi khí an toàn, màn hình DVD cảm ứng, cảm biến lùi, đó, gẩy số vô lăng. Hạn đăng kiểm của con xe này thì đến tháng 4 năm 2022. Xe thì đã được dán phim nhiệt chống nóng, ốp trần 5D. Ở phía trước con xe thì được trang bị hệ thống đèn halogen, đó, còn rất là đẹp, sáng, không bị mờ và cũng không bị ố quý chị nhé. Và hiện nay con xe này bên em đang chào bán với giá là 385 triệu. Giá trên thì đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị. Và xe thì bên em có bảo hành và cam kết về những vấn đề như là không đâm đụng, không ngập nước. Đó, cam kết số máy zin. Một con xe cực chất luôn, chỉ với 385 triệu. Đó, thì quý anh chị nào mà có tài chính tầm trung hoặc là có tài chính thấp hơn nút xíu, mình muốn trả góp qua ngân hàng, thì đây là một cái mẫu xe em tin chắc rằng đáng để chú quý anh chị quan tâm đấy ạ. Thì thông qua cái video này thì quý anh chị nào mà lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì cũng đừng quên là ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký để cập nhật báo giá hàng ngày thường xuyên của bên em, cũng như là tham khảo một số cái mẫu xe bên em và cam kết với quý anh chị là một cái giá tốt nhất trên thị trường quý anh chị nhé. Tất cả những con xe bên em đều được tuyển lựa rất là kỹ càng về chất lượng cũng như là về giấy tờ pháp lý quý anh chị ạ. Đó, nếu mà quý anh chị nào mà đã mua xe bên em rồi thì quý anh chị có biết xe thì được trang bị hệ thống phanh ABS, hai bánh trước, mâm la răng đúc 5 chấu, xi nhan bao rẽ được tích hợp trên gương, một dải đèn LED quý chị nhé. Hạn đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Đây, tay nắm cửa thì được mạ ốp chrome này, nhìn xe rất là sáng quý chị nhé. Nội thất bên trong này thì là ghế nỉ trần, ốp trần 5D chống nóng chống ồn. Đối với những con xe ghế nỉ này thì em đối với em ấy thì em cảm thấy là những cái dòng xe ghế nỉ này thì em rất là ghét quý chị ạ. Tại vì con xe ghế nỉ này xe mà thường thường chở theo cho những trẻ em hay là trẻ nhỏ, thì khi mình đi xa hoặc là mình khi uống nước hoặc là sữa thì khi nó đổ ra thì nó bám vào ghế nỉ này rất là hôi. Và thứ hai nữa là ghế nỉ này nó bám bụi rất là ấy quý chị nhé. Nói em là em thích những cái dòng xe mà được, hoặc là em khi em mua xe về em đều bọc da quý chị ạ, nó dễ lau chùi, và thứ hai nữa là nó khó bám bụi. Trần này thì được bọc trần 5D chống nóng chống ồn rồi đó, khi mình đi trời mưa thì nó sẽ giảm cái tiếng ồn của tiếng mưa, cũng như là khi mình trời nóng thì nó sẽ giữ được nhiệt trong xe và nó cản nóng quý chị nhé. Ở phía trước này thì được trang bị hai túi khí an toàn, màn hình DVD cảm ứng, vô lăng bọc da, sàn thì còn rất đẹp, tapi và keo chỉ thì còn nguyên zin. Đó, keo chỉ 4 cánh, cúp trước, cúp sau, nắp capo sau, cúp sau và nắp capo trước thì đều nguyên zin nhé quý chị nhá. Số máy là zin. Đó, một con xe cực chất chỉ với 385 triệu đồng và có hỗ trợ trả góp cho quý anh chị. Xe thì được trang bị hai vùng điều hòa trước sau.
Đó, nên khi mình đi xa hoặc là mình ngồi đông người thì nó sẽ lạnh. Đó, lạnh đều chị nhá. Chỗ ngồi 5 chỗ rộng rãi. Ở phía sau xe này thì được trang bị 4 cục cảm biến lùi. Đó, 4 cục cảm biến lùi này thì khi quý anh chị lùi xe hoặc là xe ở khu vực những khu vực nhỏ hẹp. Đó thì nó sẽ cảnh báo cho quý anh chị khi gặp vật cản, đặc biệt là những chị em phụ nữ. Khi mình có những cái cảm biến lùi này thì sẽ làm cho mình dè xe nó dễ dàng hơn quý chị nhé. Đây, anten vây cá này nhìn rất là đẹp luôn quý chị nhé. Rồi bây giờ em sẽ vào phần bên trong này em chia sẻ, sau đó em sẽ mở vào đến phần khoang máy để em chia sẻ cho quý anh chị. Keo chỉ của xe thì còn nguyên zin nhé quý chị nhé. Đây, các phim bấm này, vô lăng mọc ra ở các ốc bên hông nách cửa này. Đây quý chị ạ, gẩy số vô lăng này, đó, nút cộng trừ này, ở phím nghe gọi được tích hợp trên vô lăng này. Vô lăng này thì là trợ lực điện này quý chị nhé. Đó, đây chế độ tiết kiệm nhiên liệu này, rồi điều hòa để chỉnh cơ quý chị nhé. Đó, điều hòa này rất là mát, chỉnh cơ để chỉnh điều hướng gió này, lấy gió trong gió ngoài này, rồi điện lấy sạc 12V này, rồi hệ thống đèn này. Đó, ok. Rồi tất cả cửa kính lên xuống này, hai bên trước sau là đều hoạt động ok, màn hình DVD cảm ứng. Con xe này được thiết kế đồng hồ trên táp lô này thì khá là đẹp quý chị nhé. Đó, một cái giải viền xanh này, khi mình đi trời tối thì nhìn rất đẹp luôn quý chị ạ. Đó. Rồi bây giờ em sẽ chia sẻ cho quý anh chị đến phần khoang máy. Em sẽ mở khoang máy ra cho quý anh chị để quý anh chị nghe được tiếng máy. Nếu mà quý anh chị ngồi bên trong này thì quý anh chị không thể nào nghe được tiếng máy, tại vì con xe này thì hiện nay em đang cho nổ máy luôn. Đó, rất là êm và không nghe được tiếng máy quý chị nhé. Rồi bây giờ em sẽ ra ngoài chia sẻ đến phần khoang máy cho quý anh chị này. Chân ga và chân thắng này. Đó, còn rất là đẹp luôn quý chị nhé. Không bị mòn. Đây lốp này. Rãnh còn tương đối là đẹp quý chị nhé. Rãnh còn tương đối là sâu. Đấy, máy rất là thì thầm. Đây máy móc này. Các cái chấm sơn của nhà xuất thì vẫn đang còn đây. ABS này. Đó, dàn lạnh này quý chị có thể thấy đây, dàn lạnh mát lạnh luôn này. Dàn lạnh này. Khi quý chị để ý xe, những xe nào mà dàn lạnh nó ra nước như này, đó chứng tỏ là dàn lạnh đang rất là tốt quý chị nhé. Keo chỉ này, nắp capo này. Đó. Chung xe thì không có một lỗi nhỏ nào cả. Đó. Quý chị nào mà quan tâm đến con xe này thì hãy nhấc máy alo trực tiếp cho em Phúc thông qua hai số online 0936793793 và 0979778 93. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã quan tâm và ủng hộ em trong thời gian qua. Hẹn gặp lại quý chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.